Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 10 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Kết thúc phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội với các bộ trưởng. Khu dân cư An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Cán bộ đảng viên tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn tại thị xã Mỹ Hảo. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đổi mới, sáng nay, Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết khác. Trong buổi sáng, các đại biểu chất vấn về chất lượng môi trường không khí nói chung và tại các đô thị lớn nói riêng chịu tác động do phát sinh bụi khí thải từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giao thông vận tải. Đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần làm rõ nguyên nhân và có giải pháp cho tình trạng này. Chúng tôi cũng đã xem xét điều chỉnh lại toàn bộ các hệ thống liên quan đến quy chuẩn chất lượng môi trường, đặc biệt là quy chuẩn chất lượng môi trường không khí. Với quy chuẩn này thì chúng tôi đã áp dụng các quy chuẩn cao nhất của châu, tức là liên quan đến sức khỏe, thì chúng ta hoàn toàn áp dụng các quy chuẩn này để thay thế và các một số quy chuẩn trước đây chúng ta chưa nghiên cứu kỹ nên chưa về cái tác động ảnh hưởng sức khỏe con người nên chưa đi hết cái hệ thống này. Và đặc biệt ở Hà Nội hiện nay thì chúng ta đã có một cái app để cung cấp từ các cái trạm đo của thành phố Hà Nội cũng như là Bộ Tài nguyên Môi trường để cung cấp cho mọi người dân có thể là tiếp cận được cái chất lượng môi trường không khí. Thì với tinh thần như thế thì báo cáo đại biểu là trong thời gian tới khi mà luật bảo vệ môi trường 2020 được phê duyệt thì tôi cho rằng sẽ có rất nhiều cái nội dung, nhiều cái vướng mắc hiện nay sẽ được giải quyết, đặc biệt là thông qua cái việc là xây dựng có hệ số các cái hệ thống để quan trắc giám sát cũng như là cung cấp các cái chất lượng về không khí cũng như là chất lượng về môi trường nói chung cho người dân. Liên quan đến việc quản lý nội dung, thuế phí đối với kênh YouTube, mạng xã hội và các kênh truyền hình trả tiền nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, một số đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền qua Internet của các nền tảng xuyên biên giới hiện nay, thí dụ như là Netflix hoặc là Apple TV hoặc là WeTV của Trung Quốc, đang cung cấp tại Việt Nam là khoảng 1 triệu thuê bao. Và doanh thu đã tiến dần tới con số 1.000 tỷ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trong nước thì cơ bản là phải tuân thủ các quy định về cấp phép biên tập nội dung, nộp phí đóng thuế, và quý 1 2020 thì giảm thuê bao. Doanh nghiệp nước ngoài thì chưa phải thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam và 2020 cũng tăng trưởng mạnh. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết hiện Bộ đang trình Chính phủ sửa đổi nghị định về quản lý dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về thuế và gắn trách nhiệm với các nền tảng xuyên biên giới và các giải pháp về kỹ thuật nhằm yêu cầu các nền tảng này tuân thủ pháp luật. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá phiên chất vấn có nội dung phong phú, đa dạng và tạo sức hút sự quan tâm lớn của cử tri cả nước, phản ánh đúng các vấn đề thực trạng hiện nay của đời sống xã hội. Tổng cộng đã có 122 lượt đại biểu chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các câu hỏi cơ bản đã được các thành viên chính phủ, các vị trưởng ngành trả lời. Còn một số câu hỏi chưa được trả lời hoặc được phép trả lời bằng văn bản, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các thành viên chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sớm trả lời và gửi văn bản đến đại biểu Quốc hội chất vấn cũng như gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông tin tới các đại biểu. Trong đó, sau những phiên chất vấn và trả lời chất vấn, điều cốt lõi mà cử tri và nhân dân trông đợi là hành động cụ thể của bộ máy nhà nước, chứ không chỉ dừng ở nghị trường. Cử tri tiếp tục mong chờ những lời hứa sẽ được hiện thực hóa, những tồn đọng được giải quyết để giải quyết những bất cập từ cuộc sống. Sáng nay, khu dân cư An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Lê Huy, Bí thư huyện ủy Ân Thi. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Khu dân cư An Khải có hơn 600 hộ dân. Thời gian qua, cán bộ nhân dân trong khu dân cư đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa,
tỷ lệ hộ giàu hộ khá ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 1,86%. Nhân dân trong khu dân cư luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát huy nền quốc phòng toàn dân. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả mà khu dân cư đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị cấp ủy lãnh đạo địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là những hộ còn khó khăn, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xứng đáng là khu dân cư kiểu mẫu. Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư An Khải vì có thành tích xuất sắc năm 2020. Nhiều gia đình được trao giấy chứng nhận danh hiệu gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng lần này có nhiều điểm mới, vì vậy việc thảo luận lấy ý kiến nhân dân có vai trò hết sức quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng dự thảo văn kiện mà còn thực hiện phương châm hướng đến ý Đảng lòng dân là một. Từng là lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy và tham gia công tác khuyến học tỉnh, rất tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, nên từ khi được tiếp cận dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Nguyễn Văn Đông đã dành thời gian nghiên cứu và tham gia nhiều nội dung. Trong đó, dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 được ông quan tâm nhất. Trong dự thảo báo cáo chính trị về công tác xây dựng Đảng ấy, đã nêu là coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức và xây dựng Đảng về các cái lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng mà riêng tôi thấy rằng là cần bổ sung thêm một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là xây dựng Đảng về văn hóa, bởi vì cái văn hóa trong Đảng ở đây nó còn thể hiện là cái sự hiểu biết của mỗi cán bộ đảng viên về văn hóa, thấm nhuần các quan điểm của Đảng về văn hóa và có cái lối sống làm sao mà nó đảm bảo được cái yếu tố văn hóa. Tại sao có cái tình trạng cán bộ quan liêu mệnh lệnh hách dịch cửa quyền? Cái yếu tố đó chính là cán bộ chưa thể hiện cái văn hóa trong khi mà làm việc, trong khi tiếp xúc với dân, trong khi thi hành công vụ ở nơi công sở hoặc là khi được thực thi cái nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 của dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đây cũng là những vấn đề được cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp nhiều ý kiến. Văn kiện lên đánh giá sâu hơn nữa về một cái phương thức lãnh đạo của Đảng, đó là cái nội dung là tăng cường cái mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Đây là một trong những cái bài học xương máu của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, về lực lượng lớn nhất, sâu nhất của cách mạng phải là quần chúng nhân dân. Trong cái thời gian vừa qua trên địa bàn của huyện Ân Thi, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong đó thì cái mối quan hệ với nhân dân nổi bật nhất đó là trong cái công tác là giải phóng mặt bằng, thu hút các cái dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Thì nhờ làm tốt cái công tác mối quan hệ với nhân dân như vậy thì tạo ra cái sự đồng thuận thống nhất rất cao. Mỗi ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là rất cần thiết để Đảng đề ra những chủ trương, đường lối phù hợp hơn với tiến trình phát triển trong những năm tới, tiếp tục xây dựng đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đã đề ra. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đã tập trung triển khai tuyên truyền, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Xác định rõ chủ thể quyết định thành bại của nghị quyết là người dân, vì thế nội dung mục tiêu các giải pháp phải được tuyên truyền đến người dân một cách nhanh nhất. Nhận thức rõ vấn đề này nên không chỉ tổ chức quán triệt tập trung mà địa phương này còn thường xuyên chỉ đạo các bí thư chi bộ, trưởng thôn để triển khai theo những mục tiêu trọng điểm, đặc thù của từng khu dân cư, tìm phương án tháo gỡ nếu có những khó khăn phát sinh. Sau khi đại hội xong, xã cũng đã tiến hành quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến các ban ngành đoàn thể trong xã và đến các thôn, đồng thời giao cho đồng chí cán bộ phụ trách các thôn thường xuyên xuống thôn nắm bắt tình hình tại thôn để từ đó có những cái để bổ sung từng bước để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Theo quy hoạch chung, xã Nghĩa Trụ nằm trong dự án đô thị Dream City với diện tích phải thu hồi trên 300 hectare. Vì thế ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức ủng hộ cho dự án, tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là bài toán giải quyết việc làm cho những người dân sau khi giao ruộng cho dự án. Với sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể, đến nay công việc giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, người dân ủng hộ cao, đồng thời sẵn sàng cho việc chuyển đổi công việc và đang mong muốn dự án sớm triển khai. Trước mắt bây giờ chúng tôi đang tuyên truyền vận động người dân, tức là bàn giao lại mặt bằng cho khu đô thị sinh thái Dream City. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động người dân, tức là chuyển đổi nghề nghiệp, thì đi học nghề. Người dân không có vấn đề gì vì người ta đã chuẩn bị sẵn cái thứ nhất là người ta sẽ có vốn trên cái thu hồi đất. Sau đó người ta dùng cái vốn đấy người ta quay sang cái nghề mới và kinh doanh dịch vụ mới và đi học nghề. Mục tiêu phát triển kinh tế, nghị quyết đại hội lần thứ 25 của Đảng bộ xã Nghĩa Trụ đưa ra là đến năm 2025 tổng thu nhập đạt 800 tỷ đồng, năm 2020 là 500 tỷ đồng, giá trị thu trên 1 hectare canh tác là 600 triệu đồng một năm. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân xã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện như tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển kinh tế theo phương thức đa ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho người lao động, có cơ chế hợp lý kích cầu các ngành nghề phụ phát triển, ưu tiên phát triển thêm mạnh về chăn nuôi gà truyền thống và làm dịch vụ khi dự án hoạt động. Có thể coi đây là kết quả bước đầu trong việc đưa các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để địa phương này hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết nói chung và mục tiêu phát triển kinh tế nói riêng. Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7 năm 2019, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ đã tranh thủ những điều kiện sẵn có bắt tay ngay vào xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Năm 2020, xã Tiên Tiến tập trung nâng cao 2 tiêu chí về giao thông và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, xã sử dụng nguồn tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất là trên 13 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp đường giao thông và bố trí đối ứng để xây dựng, cải tạo và sửa chữa các trường học, trạm y tế. Cơ cấu kinh tế của xã Tiên Tiến chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Nông nghiệp được phát triển theo hướng hàng hóa. Hiện xã đã quy hoạch được 7 vùng trồng cây có múi như bưởi, cam các loại, nhãn và vải lai chín sớm với tổng diện tích trên 150 ha. Giá trị thu từ trồng trọt năm 2019 đạt trên 25 tỷ đồng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 52 triệu đồng một người trên năm. Vừa qua, xã được Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới nâng cao của tỉnh công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng thành công nhãn hiệu cam Hưng Yên đã góp phần khẳng định chất lượng quyền sở hữu, nâng cao giá trị cho sản phẩm.
Tỉnh Hưng Yên có hơn 1.600 ha trồng cam, sản lượng hàng năm đạt trên 30.000 tấn quả. Đặc biệt, có khoảng 1.000 ha được trồng theo quy trình Việt Gáp. Nhiều nơi đã hình thành những vùng trồng cam quy mô lớn với quy trình thâm canh hiện đại. Cây cam trở thành một trong những giống cây trồng chủ lực của tỉnh cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, người dân còn gặp phải một số khó khăn trong quá trình tiêu thụ do chưa xây dựng được nhãn hiệu. Nhiều nơi còn nhầm lẫn sản phẩm cam Hưng Yên với các vùng miền khác. Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại vào trồng cam như xây dựng mô hình cam ít hạt và không hạt, nghiên cứu khắc phục bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam. Song song với đó, Sở Khoa học và Công nghệ tích cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 349502 cho sản phẩm cam Hưng Yên. Rất là tin tưởng và phấn khởi ở chỗ là đã có thương hiệu rồi thì chúng tôi phải là xây dựng thương hiệu còn tốt hơn nữa. Thì trước hết là phải duy trì làm sao được cái an toàn vệ sinh thực phẩm, mà đặc biệt đó là cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra là trong cái duy trì Việt Gáp. Trong duy trì Việt Gáp rồi thì chúng tôi đã phải xây dựng làm sao là đồng bộ với cái thương hiệu cũng như là cái sản phẩm chất lượng của mình. Logo, nhãn hiệu chứng nhận cam Hưng Yên được thiết kế có hình tròn, hình vẽ tượng trưng là mặt cắt quả cam bổ ngang với các múi cam màu vàng và hình văn miếu xích đằng màu nâu nổi bật. Ngày 2 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ đã trao quyền sử dụng nhãn hiệu cho 5 hợp tác xã sản xuất cam lớn của tỉnh. Thì Sở Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các cái sở ngành liên quan và các cái địa phương tiếp tục đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào canh tác và phòng trừ dịch hại cho cây cam cùng với ngành công thương để xây dựng cái bộ nhận diện thương hiệu cam Hưng Yên, nâng cao cái uy tín và cái thương hiệu cam Hưng Yên đã được bảo hộ. Người dân Hưng Yên đang phấn khởi đón một mùa cam ngọt thơm, tin rằng việc xây dựng thành công nhãn hiệu cam Hưng Yên sẽ giúp nâng tầm giá trị, đưa sản phẩm đến với đông đảo người dân khắp các nơi trong cả nước. Sáng nay, tập đoàn Osdor, thương hiệu nhôm Topan, tổ chức tham quan nhà máy Osdor tại huyện Yên Mỹ và hội thảo với chủ đề Nhôm Topan kiến tạo chuẩn mực cho hơn 150 đại lý khu vực hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa tập đoàn Osdor và các đại lý, đồng thời khẳng định niềm tin của khách hàng với sản phẩm nhôm Topan. Với diện tích 30.000 m2, nhà máy Osdor tại Hưng Yên được trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 với công suất đạt 15.000 tấn nhôm trên năm, đảm bảo nguồn cung cho khu vực phía Bắc, mang tới giải pháp nhôm hệ và phụ kiện tối ưu nhất cho khách hàng trên khắp cả nước, góp phần cùng các thương hiệu nhôm Việt Nam không bị phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài có giá thành cao. Qua chương trình, các đại lý và khách hàng của nhôm Topan có cơ hội được trải nghiệm, tham quan thực tế tại nhà máy Osdor, quan sát quy trình sản xuất ra những thanh nhôm có chất lượng đạt chuẩn châu Âu. Nhân dịp này, tập đoàn cũng tiếp nhận những ý kiến chia sẻ từ phía đại lý và khách hàng để tiếp tục xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nhôm Việt Nam. Biến những mẩu phấn thừa thành đồ chơi ngộ nghĩnh, đây là ý tưởng của hai học sinh Tôn Nữ Như Ngọc và Nguyễn Trần Việt Hoàng, trường Trung học phổ thông Trương Vương, huyện Văn Lâm, trong cuộc thi học sinh phổ thông khởi nghiệp cấp tỉnh. Nhận thấy những mẩu phấn còn thừa bị vứt bỏ trên lớp không chỉ lãng phí mà còn gây bụi bẩn, mất vệ sinh lớp học, Ngọc và Hoàng đã nảy sinh ý tưởng tái chế phấn thừa. Sau khi được thu gom, đem nghiền thành bột trộn với thạch cao, mẩu công nghiệp. Hỗn hợp này được pha nước, sau đó tạo khuôn thành những con tượng đồ chơi ngộ nghĩnh hoặc tái chế thành những viên phân mới với nhiều màu sắc khác nhau. Đề tài này là do cái nguồn nguyên liệu thì nó còn hạn chế, tuy nhiên tính sáng tạo của nó khá cao và nó có thể tạo ra những cái niềm vui nho nhỏ cho các bạn nhỏ cũng như là các bạn cùng lứa tuổi. Dù chỉ được trao giải triển vọng trong cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh, nhưng thông qua dự án này, tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Ngọc và Hoàng càng được nuôi dưỡng, vun trồng. Tối ngày 9 tháng 11, Công an thị xã Mỹ Hào bắt đối tượng giết người xảy ra trên địa bàn phường Dị Sử. Khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 11, tại khu nhà trọ gia đình ông Phạm Nam Hưng tại phường Dị Sử xảy ra mâu thuẫn giữa đối tượng Phạm Văn Khánh, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với anh Trịnh Đức Ân, sinh năm 1973,
ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trước đó, Khánh làm công cho anh Ân. Do anh Ân chưa trả hết tiền công cho Khánh, nên Khánh gặp anh Ân yêu cầu thanh toán. Sau đó, do mâu thuẫn lời qua tiếng lại, Khánh dùng kéo đâm vào ngực anh Ân. Hậu quả, anh Ân chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ đối tượng Khánh, giao cho cơ quan công an. Hiện công an thị xã Mỹ Hào đang phối hợp với công an tỉnh tiếp tục điều tra.